áp dụng để mình làm cái assignment giai đoạn 2 luôn. Quá nhanh ha. Đây là một cái kiểu trình bày nữa, cũng giống giống vậy thôi nha. Thì nó sẽ có là 3 cột và 4 dòng. 3 cột, 4 dòng. Được chưa? Còn bên dưới này là 4 cột, nó khác trên này rồi, cho nên là các bạn vẽ riêng, không cần phải vẽ chung nha. Đây là 3 cột, 4 dòng. Hôm nay các bạn sẽ nghiên cứu để chúng ta làm thực hiện cái assignment giai đoạn 2. Giai đoạn 1 mình đã làm rồi, bây giờ tiếp tục mình phát triển assignment giai đoạn 2. Giai đoạn 2 chủ đề giống như mình đã bàn trước đó, là chúng ta sẽ thiết kế catalog hoặc là tạp chí, catalog sản phẩm hoặc là tạp chí, không làm menu và cũng không làm sản phẩm nội thất nữa, tại vì ở đó mình đã làm ở giai đoạn 1 rồi. Đây các bạn, đây là assignment tham khảo giai đoạn 2. Các bạn thiết kế catalog hoặc tạp chí, chúng ta sẽ tự chọn cái chủ đề, các bạn tự chọn kích thước là 20-30 hoặc là 20x25cm. Số trang, cái này là kích thước thầy gợi ý thôi, các bạn có thể đặt trang giấy nằm ngang hoặc đứng tùy ý. Số trang là 16-20 trang nha. 16-20 trang. Trang bìa đầu bìa cuối thì mình có thể thiết kế bằng AI hoặc là Photoshop. Có header, footer, mục lục đầy đủ. Và đây chính là những cái mà thầy gửi cho các bạn tham khảo. Ví dụ như là mình thiết kế một cái sổ tay về du lịch đó, khám phá một cái địa điểm du lịch, ví dụ như thế. Thì lúc này các bạn sẽ tham khảo cái mẫu này để chúng ta trình bày. Rồi, hoặc là chúng ta giới thiệu về sản phẩm. Các bạn thấy không? Giới thiệu về sản phẩm. Khổ giấy nằm ngang cũng được, khổ giấy đứng cũng được, hoặc tạp chí. Thì các bạn thích cái lĩnh vực nào, các bạn sẽ tìm hiểu về lĩnh vực đó. Và nhớ là chúng ta phải thích thì chúng ta làm nó mới tốt nha, không thích các bạn tìm thông tin nó rất là khó khăn. Đó. Cố gắng tham khảo những cái mẫu để mình làm. Được chưa các bạn? Đừng làm đơn giản quá, bởi vì assignment cái điểm nó rất là cao, nó bằng 4 cái bài lab của các bạn cộng lại cơ. Cho nên cố gắng tập trung phát triển assignment. Bây giờ quay trở lại cái phần lab số 4. Lab số 4 các bạn có cái trang này nè, các bạn thấy không? Đó, vậy thì ở đây á, bên trái này thì dễ rồi, các bạn tìm hình ảnh và các bạn tìm thông tin các bạn đưa vô. Còn bên phải của các bạn thì chúng ta thấy là nó có nhiều cái hình ảnh có cùng kích thước với nhau nè. Đó, vậy thì đây chúng ta có 2, 4. 2, 4 có nghĩa là 4 cột á. 4 cột cộng thêm bên này 2 cột nữa là 6 cột và 2 dòng. 6 cột và 2 dòng. Ở phía trên này thì các bạn copy phía dưới này, các bạn copy lên thôi nha. Hoặc là mình có thể vẽ luôn, có thể vẽ luôn là từ đây xuống đây, có nghĩa là 6, 2, 4, 6 cột và 4 dòng. 4 dòng để mình canh cho khoảng cách nãy đều với nhau luôn nè nha. Vậy thì thầy sẽ làm cái ô này để thầy chèn nội dung vô cho các bạn coi. Kịp không? Mà nếu mà mình vẽ luôn xuống tới bên dưới này thì nó sẽ là 6 cột và 6 dòng. Được chưa các bạn? Vậy thì ở đây thầy sẽ tạo một cái file mới. Tạo một cái file mới, file new. Kích thước là mình chọn khổ A4 cho trang giấy nằm ngang. Hoặc là rộng là 30 ha. Mm nè các bạn. Đó, rộng là 300 nè. Cao là 200 nè. Số trang của mình, số trang của mình là 16 nè. Đó, giống như assignment vậy đó ha. Cái lề của các bạn chừa nhỏ thôi, 8. Rồi cái blitz các bạn cho là 3. Blitz là 3. Rồi ok các bạn ha. Đó, trang đầu là trang bìa rồi mình không tính nha. Trang 2 nè, trang số 3. Vậy thì trang này mình nhắc lại có là 6 dòng hình ảnh ha. 6 dòng hình ảnh và 2, 4, 6 cột. 6 dòng 6 cột. Vậy thì ở đây thầy sẽ lấy cái hình chữ nhật này thôi.
khỏi cần khung hình, lấy khung màu sắc là được rồi. Vẽ từ đây qua đây nè các bạn. Đó. Vẽ từ góc này xuống. Rồi các bạn đang giữ chuột nè, các bạn mũi tên qua phải. 2 cột, 4 cột, 3 cột, 4 cột, 5 cột, 6 cột. 2 cột, 3 cột, 4 cột, 5 cột, 6 cột. Rồi các bạn muốn cho các khoảng cách này nó gần lại, các bạn dùng Ctrl với phím mũi tên. Ctrl với phím mũi tên. Đó. Như vậy là đều với nhau rồi, đều với nhau hết rồi, các bạn thấy không? Đó. Vậy là xong đó các bạn. Bây giờ mình cần ở đây là 2, 4 4 cột, vậy thì các bạn sẽ quét chọn này, các bạn xóa được rồi nè. Thấy không? Đó. Ở đây thì các bạn sẽ phóng lớn cái khung này qua đây. Đó. Các bạn kéo đến nơi là nó sẽ tự động nó ép vô. Anh này cũng vậy thôi, mình có thể xóa bớt này trước đi, dễ chọn nè. Rồi các bạn kéo đây đến đây nè. Thấy chưa? Chính xác ha. Đó. Các bạn chuyển về công cụ chọn, các bạn chọn cái này nó dư nè, các bạn xóa. Đó. Chỗ này bị dư nè. Các bạn đường chọn nào thấy cái chấm màu đen ở dưới chọn là các bạn chọn xóa được rồi. Đó. Như thế là các bạn đã được một cái kiểu trình bày cho cả một cái trang luôn. Các bạn thấy không? hình này. Dưới này nó có hai khung hình, đây là những khung hình, còn bên đây là tab ha. Thì những cái khung này các bạn gộp lại với nhau nè, văn bản này nó sẽ đi khung liên tục á, các bạn thấy không? Thì anh này các bạn gộp xuống dưới này nè ha. Thì mình làm cho nhanh thì mình quét hết các cái khung này, mình kéo xuống. Đó. Rồi quét chọn bên dưới nè. Giữ phím shift mình quét chọn ở trên. Xóa. Được chưa các bạn? Mấy khung này là khung test. Khung nhập văn bản thì mình nói là Object Content, chọn cho thầy là test. Nó sẽ chuyển thành khung để các bạn bỏ văn bản vô. Được chưa? Khung này nó không có đường viền luôn ha. Dễ không các bạn? Đó. Tiếp theo là hai khung này là khung hình ảnh, nhưng mà khung nó lỡ thì các bạn sẽ chọn cái này, các bạn xóa đi ha. Mình coi mẫu lại coi. Ở đây có một khung văn bản nè, còn đây là hai khung hình. Vậy lúc này các bạn sẽ phóng lớn cái này để tạo thành một khung văn bản. Được chưa? Khung văn bản này nó bé thôi, thì chúng ta sẽ chọn hai cột này, chúng ta kéo lên. Đó. Bên dưới là hai khung để các bạn bỏ hình, còn đây là khung tab. Khung tab thì bỏ màu đi, chọn là thay, chọn cho thầy là object, chọn cho thầy là gì, content, chọn là tab. Đó. Có nghĩa là mình chuyển anh này sang cái khung để nhập văn bản. Chọn cái đó rồi. Đó. Object Content Test. Được chưa các bạn? Và không cần cái đường viền luôn. Rồi, còn lại là hình ảnh ha. Mình nhấn Ctrl D. Ở đây thầy có mấy hình thầy xài đỡ đi nha. Có mấy hình của thầy xài đỡ. Rồi ví dụ hình này đặt ở đây ha. Hình này đặt ở đây ha. Đây. Vào đây đi. Vào đây. Ô thiếu hình hả? Thiếu hình thôi lấy đại luôn nha. Thiếu hình lấy đại. Lấy đỡ đi. Rồi lúc này các bạn ép hình vào trong khung nữa các bạn. Chọn Object Fitting. Object Fitting, chọn. Đó. Các bạn thấy không? Vậy là các bạn đã có một trang trình bày rồi. Ổn không các bạn? Ổn không? Ổn. Rồi,
Nội dung văn bản thì văn bản từ đây nó sẽ link qua đây nè, từ đây nó sẽ link qua đây, từ đây nó sẽ link qua đây. Thì lúc này á, các bạn sẽ dùng cái công cụ tag nè, công cụ chọn nè, các bạn lít vô cái dấu cộng đây, các bạn bấm vào đây nha. Các bạn lít vô dấu cộng đây, các bạn bấm vào đây, có nghĩa là mình liên kết á. Đó, liên kết như vậy thì được cái gì? Ví dụ mình lên trên một cái trang, trang văn bản, thầy lấy ví dụ thôi nha. Đó, lấy ví dụ một cái tin tức. Ủa sao hình không ạ? Tin tức có nhiều chữ rồi. Đây các bạn, ví dụ như là mình copy một cái văn bản ha. Copy đại không có đọc gì hết nha. Rồi các bạn dùng công cụ tag nè các bạn. Click vô khung tag này. Rồi nhấn Ctrl V dán vô. Đó, các bạn thấy không? Cái việc mình tạo liên kết giữa các cái khung văn bản là vậy. Cứ hết khung này tự động nó chuyển, tự động nó chuyển, tự động nó chuyển. Kịp chưa? Quá nhanh các bạn thấy không? Rồi. Đó là thầy đang hướng dẫn các bạn cái cách làm một cái bài lab. Tuy nhiên mình có thể áp dụng để mình làm cái assignment giai đoạn 2 luôn. Quá nhanh ha. Tiếp tục. Đây là một cái kiểu trình bày nữa, cũng giống giống vậy thôi nha. Thì nó sẽ có là 3 cột và 4 dòng. 3 cột, 4 dòng. Được chưa? Còn bên dưới này là 4 cột, nó khác trên này rồi, cho nên là các bạn vẽ riêng, không cần phải vẽ chung nha. Đây là 3 cột 4 dòng. Vậy lúc này mình sẽ chuyển xuống trang phía bên dưới. Kịp chưa các bạn? Mình sẽ lấy cái hình chữ nhật này nè, mình vẽ vô. Vẽ vô, vẽ từ đây qua đây. Rồi mũi tên 3 cột 4 dòng. Rồi Ctrl với mũi tên ha, cho nó gần lại với nhau. Ctrl với mũi tên cho nó gần lại. Khi các bạn đã thấy nó cái khoảng cách nó hợp lý rồi đó, thì mình buông chuột ra vậy là xong. Đó. Rồi. Cái anh bên dưới này nè các bạn. Anh bên dưới này thầy sẽ tiến hành thầy phóng lớn tới đây nè. Bạn thấy dễ không? Đó, sau đó mình đưa chỏ vào đây, thấy cái chấm đuôi của nó màu đen đen là chọn được rồi, xóa đi ha. Chọn xóa đi. Còn ở bên đây là hai cái hình này cho dính lại thành một hả? Rồi vậy thì các bạn nắm kéo xuống về xong. Xóa đi các bạn. Tuy nhiên hai cái cột hình ảnh bên dưới á, nó nằm lửng lửng ở khoảng này. Nằm lửng ở khoảng này chứ không có điều qua đây. Vậy thì giờ làm sao di chuyển đi? Trong khi mà các bạn dùng cái ráp á, các bạn nắm các bạn kéo. Đó, nó lệch đi hết các bạn thấy không? Vậy thì lúc này á, các bạn có hai cách. Một là các bạn khóa cái này lại. Hai là các bạn ẩn này đi. Thầy chọn phương án là Object Lock. Lock khóa lại. Còn bên dưới thầy sẽ dời cái cột này đi. Như thế thì khi mình dời cột bên dưới, anh phía trên không bị ảnh hưởng. Quá nhanh. Nè. Chọn là Object Unlock All. Lúc này các bạn nhấn Ctrl D, các bạn chèn các cái hình vô. Đó, thầy cũng mượn lại mấy cái hình của thầy chèn vô tiếp ha. Đó. Đây. 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 Đây rồi. Đây. Đây. Rồi cái nào dư ép kép bỏ. Quét chọn hết nè các bạn. Object Fitting. Object Fitting. Đó. Thậm chí là các bạn chọn Frame Fitting Option. Check vào Auto ha. Chọn vào đây. Đó. Chọn đây là 1 ha. Chọn trên này coi. Đó. Ok các bạn. Thì với cái trường hợp này khi các bạn có điều chỉnh. Khi các bạn có điều chỉnh thì hình ảnh nó sẽ tự động nó dịch chuyển. Các bạn thấy không? Rất là tiện luôn. Rất là tiện luôn. Đó. À, mấy cái này các bạn điều chỉnh được hết nè. Các bạn thấy không? Đấy. Rồi còn nội dung thì các bạn sẽ thiết kế bình thường, không có vấn đề gì ở đây. Nhớ sử dụng các cái style để mình định dạng.
nha. Rồi được rồi, hướng dẫn của thầy chỉ có như thế thôi. Còn cái phần nội dung thì các bạn tự do sáng tạo, cho nên các bạn rất là thoải mái ha. Vào view remote chọn presentation xem cái sản phẩm của mình. Đây các bạn. Đây các bạn ha. Rồi bây giờ thầy trả máy cho các bạn nha. Được chưa? Ổn không? Ổn không? Rồi tranh thủ làm lab số 4 ha. Week 4.